Hello mọi người, thì lại là Hùng đây. Thì vẫn là tiếp tục cái chuyên đề ghép đôi trên lễ hội gầm tàu Tom. Thì đây là nhằm hóa giải cái phong tục kéo vợ của đồng bào anh em dân tộc Mông mình. Thì theo như mình tìm hiểu thì cần khá là nhiều phụ kiện xịn sò để có thể ghép đôi được. Thứ nhất là một cái iPhone, tầm iPhone 11 Pro Max thì nó sẽ có nhiều chức năng và nó quay video thì sẽ sắc nét hơn. Thì giá trị của nó là cái bản 64GB đến cái bản 256GB thì từ hiện tại là cũng xuống giá rồi, nhưng mà cũng tầm tầm khoảng từ 13 đến 18 triệu. Thì tiếp theo đó là một bộ thu âm Sharmonic, thì những cái bộ này là dành riêng cho iPhone thôi, thì nó có giá tầm khoảng hơn 5 triệu một tí. Tiếp theo nữa là một bộ tai cầm Dynamic Sharmonic này, thì cái tai cầm này nó rơi vào tầm khoảng đâu đấy hơn triệu. Và cuối cùng là không thể thiếu đó là một em gimbal để mình cầm tay và quay video cho nó xịn sò mượt mà không chấn động rung lắc. Mà em gimbal này thì chắc phải mình tìm hiểu thì có em Shimod Q3, thì em này sẽ rơi vào tầm khoảng gần hơn 2 triệu một tí đấy, thì nó rơi vào đâu đó tầm khoảng hơn chục triệu. Nhưng mà giờ mình hết tiền rồi, tại nhà em bán bố mẹ lại đâu ra tiền để mình đã nghĩ ra một cái ý định vô cùng điên rồ. Là bán hai chiếc xe của mình. Thứ nhất Thôi mày là bắt em con mồm đi. Wea. Thôi 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 thôi. Thì con Wea này thì nó gắn bó với mình khá là lâu đời rồi, là từ cái thời gọi là trẻ trâu. Thì con này là mình muốn bán giá là được 9 triệu, tại vì con này mình đã được độ vành này, sao mà làm yên, sao mà tình trạng xe thì mới tầm khoảng 7%. Thì đó là con Wea. Và tiếp theo vẫn là thương hiệu đến từ nhà Honda, con VinX. Thì con X này thì gọi là còn từ hiện tại thì giá của nó khá là mềm rồi, nhưng mà đối với nó thì gọi là nó gắn bó với mình nó khá là lâu, kể từ các đợt trải nghiệm, ví dụ như là đang đi cùng câu lạc bộ Honda Winner X tại Lào Cai mình, thì là cũng khá là nhiều trải nghiệm quanh co rồi đèo gọi là đèo đời lội suối với nó. Thật sự là con này giờ bán đi thì gọi là mình cũng khá là tiếc mà thôi, tại vì giờ còn gì nữa đâu mà các vui sầu. Thì con này là hiện tại là mình muốn bán giá của nó là chỉ hơn 30 triệu nhỉnh lên thôi đấy, hơn 30 triệu. Đó đó đó, nên là các bạn có thể cho mình một like và một chia sẻ để anh em nào mà có nhu cầu mua xe thì mình sẽ bán được, mà mình bán được thì mình sẽ có tiền đúng không? Mà mình có tiền thì mình sẽ sắm được tất cả đầy đủ các phụ kiện để mình có thể mang lên quay video ghép đôi cho tất cả các bạn đúng không? Đấy, ok nha. Chốt nha, anh em nào mà nhìn thấy video này của mình thì cho mình chia sẻ để cho anh em nào thấy mình bán được xe nhé. Ok, tối nay nói chuyện với anh em thế thôi. Thôi nha, xin chào.